Ok, hai chào các bạn nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormy Gaming đây các bạn. Và đây là người anh em siêu nhân đội trưởng Cuồng Phong ha. Ok, còn đây là những người anh em của mình nè. Đây là cơ động, đây là chiến xa, hải tặc Gao và DK các bạn ha. Hôm nay thì tụi mình đang có mặt ở ngoài rìa thành phố San Andreas các bạn ha. Thì tụi mình đang điều tra về một cái tên mà nó gọi là một nửa bên xanh và một nửa bên đen các bạn. Ngày hôm qua thì nó đã có đi ngang qua bên đây và nó đã gây ra một số tổn thất và giết một vài người ở đây các bạn ha. Và đây á là một cái dấu hiệu cho thấy là nó đi ngang qua này các bạn. Đấy. Tuy nhiên ngày hôm qua thì người dân á, người ta đang ngồi đây chơi đùa đồ đốt lửa trại đồ nướng ăn đồ các kiểu các bạn ha. Thì đột nhiên nó đi qua đây nó phá hủy luôn cái chỗ này luôn các bạn. Đây nè. Nó phá hủy luôn chỗ này và đốt luôn chỗ này luôn. Nó lấy cái lửa mà người ta nướng thịt, nướng đồ ăn nó đốt luôn chỗ này luôn các bạn ơi. Giờ chỗ này á thành đen thui lùi luôn rồi nè. Đó các bạn thấy không? Giờ chỗ này đen thui luôn nè. Và ngày hôm qua thì người ta đã giải quyết và dọn dẹp xong hết chỗ này rồi các bạn ha. Và họ đã nhờ mình tới đây để hỗ trợ các bạn. Và ngày hôm nay thì tụi mình đã có mặt ở đây. Thêm một căn nhà bên đây nữa này các bạn thấy không? Đấy. Nó lại nó phá quá trời phá luôn, nó giết quá trời người luôn á các bạn. Ôi ôi. Cái chỗ này hả, nó đi ngang một cái rồi bây giờ thành đống đổ nát luôn rồi. Một chiếc xe của mình nãy đâu mất tiêu rồi ta? Cái chiếc Upgrade của mình á. Mình nói chuyện mình chạy chạy hồi nữa cái mình không biết xe mình ẩm đâu luôn á thề. À đây 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 các bạn. Đây đây đây. Tại khu này nó thành khu hoang tàn rồi các bạn ha, cho nên là cũng khó là đi tìm xe của mình á, là nó cũng rất là rộng nữa. Cái căn nhà này cũng bị hư hại này các bạn thấy không? Còn lại hở trơ khung không à. Đấy. Chả biết tại sao tấn tấn công chỗ này nữa. Đây nè. Ở đây lại có thêm một căn nhà giống vậy nè các bạn. Đây lý do tại sao mà ngày hôm nay tụi mình tới đây và tụi mình sẽ quyết tâm phải tìm ra được cái con quái vật này các bạn ha. Không phải là nó là một quái vật hay là nó là con gì nữa. Rồi lên xe thôi anh em ơi. Ây da cái gì vậy? Trời ơi. Mình vừa mới kén trúng một cái bình ga các bạn ơi. Đây nè. Vừa chạy ngang nó nổ cái đùng. Tét luôn cái bình ga các bạn. Mình ra test cỡ làm hai làm ba luôn rồi đó. Đây, ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi qua xưởng gỗ các bạn. Tại vì mình cũng có nghe một vài thông tin đó báo cáo lại rằng á là cái con quái vật này nó đã đi qua bên xưởng gỗ rồi và nó hơi bệnh. Cho nên là giờ mình sẽ đi bệnh ấy coi như thế nào ha. Để xem là có thiệt là nó đang ở chỗ đó hay không. Ui lạng lách đánh võng rồi cái kiểu bể kính xe của mình luôn rồi, thở nắp capo luôn. Vãi thật, thở nắp capo luôn rồi. Đây các bạn, thời tiết thì rất là đẹp. Nước biển thì rất là mát. Nhưng mà con quái vật này thì nó làm một cái một bây giờ hả, tất cả mọi người đang rất là lo lắng các bạn ha. Nói chung là mấy con quái vật này xuất hiện thì càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là do là biến đổi khí hậu hay là trái đất nóng lên được cái kiểu hay sao á. Rồi tụi nó ở trong hang hay là ở trên núi cũng được, sao tụi nó xuống hả, đất liền tụi nó xuống trái đất là quá trời luôn ha. Mình cũng khá là ghét cái bọn này luôn á. Rồi đây có con này nữa các bạn. Ấy da. Đây các bạn thấy giỏi các bạn làm chứng cho mình nha. Đây là do con này chứ không phải là do mình nha. Tại nó chạy ngang qua đầu xe của mình thì mình vô tình mình chán phải rồi các bạn, nhưng mình không có ý gì hết nha.
Đây mình đang đi xe trong hang động các bạn ạ. Hang động này khá là bự và dài luôn ấy. Quá ghê gớm các bạn. Đây đây mình phải đi cái đường này đi xuống chứ. Hoặc là mình đi cái đường này đi xuống cũng được ha. Đây mình sẽ đi cái đường này mình đi xuống. Đây đi theo cái đường này nè. Mình sẽ đi xuống được. Đây lại có mấy con nai con hươu chạy rất là nhiều. Ừ, mình lại cán chết chúng một con cáo nữa. Rồi nó chạy giống như là chỗ không người. Đây một con thỏ ơi. Rồi mình thắng lại không kịp luôn á thiệt á. Thôi cái đó là một cũng coi như là một phần quà dành cho người khách nào ví dụ đi ngang qua đó thì người ta sẽ có thể thỏa tan các bạn ha. Đây ơi quay ơi mình lại gặp một tên siêu to khổng lồ nằm ở đây rồi các bạn hả. Đây là ai vậy? Ôi đây chính là hút thở các bạn. Đây là khổng lồ xanh mà, nhưng đây không phải là hút bình thường, đây á là hút Venom, có nghĩa là nửa khổng lồ xanh mà lại là nửa Venom đó các bạn. Đây nè. Ôi ôi trời ơi, lần đầu tiên mình mới thấy luôn á các bạn, một nửa là hút một nửa là Venom mới ghê chứ. Đây nè, trời ơi lần đầu tiên mình thấy có sự kết hợp như vậy luôn á các bạn. Quay thằng này nó ăn trái ác quỷ gì hay là nó uống nhầm thuốc gì rồi hả các bạn, mà tại sao lại một nửa Venom và một nửa hút được như thế này. Trời ơi các bạn coi kìa, coi cái lưỡi nó kìa các bạn. Ôi ôi cái lưỡi nó hả, nó dài tới mức mà từ cái mỏ lần hút kéo xuống tới ngực luôn mới ghê chứ. Ủa đang làm gì ở đây vậy? Hình như là các bạn tai Venom nó đang bị mất kiểm soát hay sao á các bạn. Đấy các bạn, tai của nó là cứ nó cứ quơ qua lại giống như là nó đang mất kiểm soát vậy á. Còn cái bàn tay của khổng lồ xanh này á thì vẫn còn đang rất là cứng và chắc chắn các bạn ha. Còn cái bàn tay của hả Venom thì đang bị gì rồi, đang bị rất là loạn xạ luôn á. Đây nè, đang bị rất là loạn xạ rồi các kiểu ha. Ui đây chính là cái con quái vật á mà đã gây ra cái chuyện ngày hôm qua, giống như là hồi nãy mà các bạn đã nhìn thấy mà mình đã nói ấy. Nó đã phá hủy rất là nhiều những ngôi nhà và nó giết cũng khá là nhiều người đấy các bạn ha. Thằng này á, ngày hôm nay là không được rồi, mình phải lấy vũ khí cho mình chơi nó thôi, chứ thằng này là nó không có kiểm soát được bản thân của nó thì làm sao mà nó có thể nói chuyện với mình được. Ui nó đang bỏ chạy rồi kìa các bạn, tất cả mọi người hãy tránh xa khu vực này, anh cũng hãy tránh xa khu vực này đi. Thấy bắn gì mà còn ngồi, nó hay thiệt. Ui nó đang bỏ chạy các bạn ơi, thấy tụi mình nó bỏ chạy khá là nhiệt tình luôn ấy. Rồi nó chạy hồi nữa mình không thấy dấu vết luôn à. À da, cái thằng này là mình phải điện cho anh chàng siêu to khổng lồ đồng minh tụi mình đây đi giúp đỡ ha. Gần đây không biết là có anh chàng đồng minh siêu to khổng lồ nào ở đây cùng tụi mình hay không nữa. Ây à da, hình như là có anh chàng cha Pipman Picker các bạn ha. Ấy ngày hôm nay thì mình sẽ liên hệ anh chàng cha Pipman quỷ đầu đèn giao thông á các bạn, qua đây giúp đỡ mình tiêu diệt cái con Hood Venom. Mình không biết phải gọi là sao nữa, tại nó vừa là Hood mà vừa là Venom ấy các bạn, trông khá là khó chịu ấy. Khá là căng ấy. Đi thôi anh em ơi, anh em mình ra mình đợi anh em mình tới thôi, chứ hồi nó tấn công anh em bất ngờ cái là khỏi đỡ luôn á các bạn à. Ây da, trời ơi mình vừa nói xong luôn các bạn. Kìa 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 nó kìa nó kìa nó kìa. Ây da, nó cầm nguyên thùng container xuống đây quất mình luôn rồi. Trời ơi kinh khủng khiếp ghê chưa. Nó phá hủy cái đoàn xe lửa luôn.
Trời ơi, cái đoàn tàu lửa kìa các bạn. Nát vụn hết luôn rồi. Trời ơi. Các bạn xem nè. Toa nào ra toa đó luôn. Đây, nguyên cái đầu xe lửa nó cũng nằm đây luôn rồi nè. Loco LS 2004. Trời ơi, nó quăng mình kìa. Má mày nhìn không ra luôn rồi đó. Ôi ôi. Cứu cứu. Dạ. Ôi sao anh em, gửi anh em đồng minh sao tôi cũng lộn mình lâu tới quá vậy? Bây giờ phải chờ thôi chứ sao các bạn. Không thể làm gì khác rồi. Ây da, trời ơi. Chết tươi với cái này luôn á thiệt á. Mình chưa rớt xuống rồi bị em rồi. Anh đập có nó nữa rồi. Ok các bạn biết đây là ai không? Đây chính là anh chàng cha Pitman Bigger các bạn ha. Anh chàng mà giống như hồi nãy người anh em siêu nhân đỡ cùng phong đã nói đấy các bạn. Ok, ngày hôm nay thì cha Pitman Bigger sẽ đi qua bên đó để giải cứu những người anh em siêu nhân đỡ trưởng. Ê sao nó tự nhiên nó chạy không được vậy? Nó bị gì vậy? Hình như bị dướng gì rồi sao ấy. Chàng chẳng biết đang bị gì vậy, như đang bị dướng gì sao đó các bạn. Đây vẫn có sức mạnh mà. What the? Ơi mình chưa kịp đi vào đó nó qua đây nó kiếm mình luôn kìa các bạn. Hình như nó biết sự xuất hiện của mình hay sao ấy. Nè mày vào đây mày kiếm tao là sai lầm rồi đó. Vedermut. Ây da, cái này nó có hai tay, nó có thể thực hiện được cái sức mạnh của nó. Còn cái gì tiếng lớn quá vậy. Dạ. Được lắm. Chết đi, ây da. Chết đi. Âm thanh nghe rất là kinh khủng luôn các bạn. À, nè. Này thì Venom hút nè các bạn. Trời ơi, gan quá ha, dám qua đây tận đây để kiếm mình luôn mới ghê chứ. Nhưng mà sức mạnh của cha Pitman đó nó vượt trội hơn rất là nhiều các bạn ha. Thằng kia chỉ là nửa hút và nửa Venom thôi thì nó sẽ không thể nào bằng được nguyên mũi sức mạnh của Jeff Pitman được các bạn. Và Jeff Pitman đã đánh bại được cái thằng nửa hút nửa Venom rồi đấy. Rồi ok các bạn ha, và như vậy thì video của mình tới đây kết thúc, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem một clip này của mình nha. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu là có ý kiến thì các bạn có comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình là Stoby Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye!